Chào tất cả anh em lại quay trở lại với video tiếp theo Thì làm bất cứ một cái việc gì đều có thời gian nghỉ Đi học bất cứ một cái gì trong môi trường Trong ngôi trường đều có thời gian ra chơi Và đi làm bất cứ một cái gì Đôi khi có thời gian nghỉ ngơi và đôi khi không có thời gian nghỉ ngơi Tức là phải làm từ 7 giờ sáng thậm chí là 6 rưỡi Đến tầm 11 giờ rưỡi có là ăn cơm luôn nghỉ uh, nghỉ trưa thì không nói rồi anh em nhé hoặc là bất cứ anh em là một cái gì đó chúng ta đều phải có thời gian thư giãn và học tập một cái gì đó đều phải có thời gian để anh em thư giãn để làm gì để chúng ta tiếp thêm cái động lực và cũng như là khơi nguồn cảm hứng và có một cái trải nghiệm nó khác chứ không thể nào mà liên tục học được cũng như mình chia sẻ với anh em thôi thì mình có thể là hỗ trợ những anh em đang làm chuyện tranh nhưng mà phải có những cái thời gian gọi là ngoài lề một chút để chúng ta chia sẻ về những cái câu chuyện và chia sẻ về những cái khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống ngoài lề một chút để nó thực tế một chút không phải lúc nào cũng chăm chăm vô làm nhiều khi làm quá là nó thành áp lực anh em nhé thì uh, lát nữa mình sẽ chỉ cho ở cuối video mình sẽ chỉ cho anh em uh, làm chuyện tranh cách thêm uh, thẻ tang và cũng như là một số từ khóa cho nó, nó dễ thì uh, có một cái bạn mà nhắn tin cho mình là đầu tiên đấy thì nói nói thẳng với anh em là có rất nhiều nhưng mà mình sẽ lấy ra một hai cái để chia sẻ cho anh em sau khi anh em xem xong cái video này thì có thể là anh em sẽ có một cái nhìn khác hoặc là anh em sẽ thấy nó hợp lý hoặc cũng có thể là anh em sẽ không thấy nó hợp lý cũng như anh em sẽ rút ra được cái gì đó để mình tìm lại tin nhắn cái anh em nha anh ở đoạn nào đắc lắc vậy em từ huyện e er leo e er leo tức là ở dưới cái cái đường mà cây số bao nhiêu anh em nhỉ huyện e er leo em lên đây làm tài xế giao nước em hay đi qua khu vực khu vực gì đấy em hay đi giao vào khu vực à, gần huyện ở buôn đôn anh ở anh ở chỗ nào em sẽ sắp xếp thời gian để vào nơi vào chỗ anh ở và chơi với anh và học hỏi một chút ạ à, mong anh trả lời tin nhắn thì uh, thứ nhất đấy là mình chia sẻ với anh em như thế này là nếu mà những anh em mà ở xa tới ấy, thì mình cho dù là công việc của mình mình nói thẳng với anh em là rất là bận mình nói thẳng với anh em luôn chia sẻ thật với anh em là khá là bận tại vì mình còn phải lên rất là nhiều dự án và kế hoạch tài liệu để làm video cho anh em xem cũng như là hỗ trợ những anh em đang cần hỗ trợ ở trong Zalo thì uh, nếu mà anh em có tấm lòng từ xa tới hoặc là anh em ở gần cũng được và anh em ở xa thì lại càng đón chào anh em hơn mà ở gần thì nó sẽ tiện hơn những anh em ở xa thì nếu mà anh em cho dù là anh em tới thì mình vẫn sẵn sàng bỏ thời gian ra để đón anh em và giao lưu với anh em có thể là nó sẽ không mất thời nhiều thời gian đâu mình nghĩ là cái đó khá là cũng khá là quan trọng đối với anh em nếu mà đặt trường hợp là mình thì mình sẽ đặt trường hợp là mình vào anh em thì mình sẽ biết được cái cảm giác của anh em tiếp theo là nếu mà anh em sắp sắp xếp đến đấy thì mình sẽ tiếp đón anh em đều là anh em làm với nhau à tiếp theo là có một của các bạn này hay này anh mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn ha đâu người ta đây Em mê đọc truyện từ năm lớp 6. Lúc đó là em mê đọc truyện, em chỉ mê đọc truyện trên mạng và em rất ham đọc truyện. Sau em học lên lớp 10 và qua lớp 11, kết thúc khóa 12 thì em vẫn nuôi ý định đó. Không phải em nuôi ý định đó sau khi xem xong video của anh mà trong cái quá trình em nuôi ý định đó em xem được video của anh thì em sực nhớ lại cái quá trình em nuôi cái ý định đó khá là lâu và khá là mãnh liệt nhưng mọi người không đồng ý bảo là đây không phải là nghề mà đây chỉ là đây chỉ là những thứ làm cho vui đây chỉ là những thứ làm cho vui nhưng em rất muốn phát triển sở thích của mình thành công việc của mình và em lúc nào cũng thấy nó hiện ra trong đầu mình không biết phải làm sao giữa hai luồng ý kiến. Ok cái này hay này anh em này, cái này khá là hay này. Thì à, mình chia sẻ với anh em là khi mà anh em ở tính ra là cái này nó phụ thuộc khi mà anh em làm một cái gì đó gọi là nổi trội hơn chẳng hạn hoặc là anh chị em làm một cái gì đó nó phát triển về bản thân của anh em mỗi con người chúng ta ấy, mỗi người mình cảm thấy là mỗi người mặc dù là không không nổi tiếng hay là không cái gì hết đều có những cái ý tưởng gọi là cái cái ý tưởng sáng tạo khá là hay mà đôi khi mình còn phải rút ra từ cái những cái anh em đó nữa những cái anh em mà hay nhắn tin với mình trao đổi ý tưởng đấy mình còn thấy những cái ý tưởng nó khá là hay nữa anh em ạ nhưng mà tại sao không làm tại vì là tại vì là sợ những ý kiến xung quanh bảo là những ý kiến của người xung quanh bảo là đó không phải là công việc nhưng mà mình xin chia sẻ lại với bạn ấy là tất cả những ai bảo đó không phải là công việc cũng như bảo là không phải là nghề thì họ không thể nào quyết định được bản thân của anh em với lại bản thân của chúng ta được sinh ra và lớn lên và chúng ta có ý tưởng riêng, chúng ta sẽ phát triển bản thân của chúng ta là một cái nghề gì đó hoặc là một cái là một cái gì đó mà chúng ta tự đi con đường riêng thì sẽ có rất là nhiều phản đối. Mình nói thẳng là sẽ có rất là nhiều phản đối và những phản đối đó sẽ nhanh chóng trở thành những sự ý những ý kiến đồng ý tán thành và những ý kiến gọi là còn thậm chí là có nịnh bợ luôn. Tại vì sau, tại vì khi mà anh em làm, ấy, anh em trao đổi cái ý kiến đó với những người xung quanh, mình không biết những người xung quanh đấy là ai, có thể là người thân, có thể là bạn bè, có thể là những những người khác, thì những người đó luôn luôn sợ anh em vượt qua họ bằng những ý tưởng khác những người đó luôn luôn sợ anh em luôn luôn sợ anh em kiếm được nhiều tiền hơn và luôn luôn sợ anh em phát triển lên một cách vững mạnh luôn luôn sợ anh em hơn mình thì chắc chắn là điều đó rõ ràng không thể nào tránh được người ta đã bảo là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng cái câu này không có nghĩa là gần mực thì đen, gần mực là gần những thứ gọi là mặt trái của xã hội, gần mực có lẽ là những cái điều phạm pháp thì có lẽ là gần mực. Còn gần đèn thì sáng thì chắc chắn, mình hiểu mình sẽ câu này nó sẽ hiểu với nhiều nghĩa khác nhau và tùy trường hợp khác nhau. Nhưng theo mình thấy là gần mực thì đen mà gần đèn chưa chắc đã sáng nhưng không không bao giờ đen đúng không anh em? Thì nếu mà cái này anh em phải làm làm sao? bởi vì không thể nào mà nếu mà một người như này mà đã có một cái ý tưởng mãnh liệt bao nhiêu năm như vậy thì chỉ muốn là khai khai hỏa nó ra khi mà những cái người mà đã nuôi những cái ý tưởng làm lâu năm như vậy, thậm chí là từ năm lớp 6 anh em ạ, năm lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sau khi ra trường rồi vẫn nuôi ý định đó làm chuyện tranh, vẫn nuôi cái ý định gọi là thích làm cho bản thân của mình thì nó vẫn còn đang kìm nén lại, kìm hãm lại Cái đó mà khai hỏa một phát là anh em biết cái sức công phá của nó như thế nào Đấy là mình nói thế là anh em sẽ hiểu Thì à, mỗi người đều có một cái ý tưởng riêng Mỗi người đều có một cái... Um, cái gì nhỉ? Một cái... Um, một cái ý nghĩ sáng tạo hay là một cái cách phát triển riêng Và thậm chí nó còn mãnh liệt hơn cả những người anh em đang thấy ở trước mắt Những cái người mà đang ở trước mắt đấy anh em có cái suy nghĩ hoặc là có những cái ý tưởng thậm chí nó còn mãnh liệt rất là nhiều nhưng mà bởi vì những người xung quanh này bởi vì cái ý tưởng đó nó gọi là nỗi sợ hãi anh em nhé nỗi sợ hãi phải nói đúng là nỗi sợ hãi những người xung quanh đôi khi là sẽ nghĩ như này uh, nếu mà làm thất bại thì sao nếu mà làm không lên thì sao thì chẳng sao cả thì chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm để làm tại vì anh em biết không nếu mà biết rõ nếu mà đã biết rõ cái bản thân mình đang hướng tới điều gì thì mình sẽ chắc chắn đạt được điều đó vấn đề là thời gian tại vì nếu mà chúng ta biết được cái đó nếu mà chúng ta đi suôn sẻ thì có lẽ là khá là mừng bởi vì nó là điều may mắn trong điều may mắn đó mới gọi là điều may mắn anh em nhé điều may mắn được gọi là khi mà anh em cố gắng theo cái ý tưởng của anh em những cái mục những cái mục đích mà anh em xác định đạt được khi anh em lao vào làm là nó thuận lợi được gọi là may mắn. Còn may mắn không được gọi với những người gọi là có lẽ là do may mắn nên người ta làm được, còn mình không được may mắn cho nên mình không làm được hay là thôi không làm nữa. Đó sẽ là không không thể gọi là may mắn được anh em ạ. Không làm thì lấy đâu ra may mắn đúng không anh em? không làm thì không thể nào mà nói là may mắn được trong quá trình anh em làm thì nếu mà anh em suôn sẻ anh em có quá nhiều người biết đến và có những người những viewer đọc truyện biết đến thì anh em mới gọi là may mắn còn đôi khi trong anh em làm anh em sẽ gặp được anh em sẽ gặp được những cái lỗi khó khăn như là view quá thấp quá lẹt quá lẹt đẹp thì có lẽ đó là chưa gọi là điều may mắn tại vì anh em cần cải thiện những gì lúc đó anh em sẽ biết là nhìn lại những cái chặng đường video của anh em đi có thể là cải thiện những gì ờ, có những anh chị em mình hỗ trợ là như thế này ờ, mình thấy những view là đẹp đầu tiên là cần cải thiện là như sau cải thiện là thứ nhất là gì cải thiện lại giọng đọc à, quá trình đọc những anh em mới làm là sẽ đọc rất là vấp và không thể nào mà biểu cảm được cái cốt truyện cũng như là cái chapter truyện đó thì nó sẽ view thấp cũng như là những cái tập truyện nó chưa đủ độ hot kể cả những cái tập truyện mà đủ độ hot thì đôi khi với cái giọng đọc của anh em uh, có, có có thể là nó chưa được cải thiện bởi những cái nguyên nhân nào bởi những cái nguyên nhân mic chẳng hạn hoặc là những nguyên nhân mic thu hoặc là môi trường xung quanh đúng không em hoặc là cái cách mà anh em thu hoặc là cái cách chỉnh sửa video nó chưa được hoàn hảo một chút thì nó sẽ nguyên nhân dẫn tới view thấp. Thì để cải thiện nó như thế nào? Cải thiện của nó thì anh em biết thực rồi là cái đó chưa cải thiện được thì anh em cải thiện. Nếu mà anh em gặp khó khăn thì anh em nhắn tin vào mình mình sẽ kiểm tra nội dung cho anh em đơn giản thì nó sẽ cải thiện được. Và những người như thế đã cải thiện thành công và những anh em vẫn đang làm bình thường vẫn cải thiện lên view từ từ 5 này, 10 view này, uh, 20 view này, 500 view này. 1 ngàn có này, 2 ngàn có này. 2 3 ngàn là bắt đầu là đã nằm trong giai đoạn tăng trưởng rồi anh em nhé. Nó nằm trong cái giai đoạn tăng trưởng gọi là giai đoạn là bắt buộc anh em phải làm liên tục. Làm liên tục ở đây không phải là lúc nào cũng phải làm mà tức là làm duy trì liên tục cái cường độ như thế để sao để cho nó đẩy cái kênh của anh em lên cao hơn và xa hơn. Ok anh em tiếp theo ở tiếp theo quay lại cái chủ đề nha anh em nhé nếu mà anh em thực sự là muốn làm với cái nội dung đam mê như thế này thì anh em cần phải tránh xa tránh xa môi trường môi trường rất là quan trọng với anh em môi trường rất là quan trọng với bản thân chẳng hạn như là anh em ở chung với những người có thể là mình nói là đang làm công việc đi mình ở trong một cái công ty chẳng hạn có những môi trường đó nó sẽ tác động tất cả những cái mà anh em sẽ phải nhận được là gì là những thứ tiêu cực tại vì người ta thường hay nói là rảnh rỗi không rảnh rỗi là sẽ sinh ra nhiều thứ có thể là trong cái môi trường đó công việc nó chỉ có đến đó nhưng mà không biết không biết nói gì hơn tại vì đại đa số những cái người chia sẻ thực sự sẽ không nằm trong môi trường đó mình khẳng định với anh em luôn là những người mà có những cái ý chí lớn có những cái tâm huyết lớn không bao giờ nằm trong môi trường đó đó là sự thật anh em nhé thì anh em nên tìm hiểu những cái môi trường nó phù hợp với bản thân mình để anh em tiếp thêm cái động lực như chẳng hạn là anh em xem những cái video của những cái youtuber chia sẻ về cách làm video như là trần sĩ tâm chẳng hạn hoặc là thế tâm tobi hoặc là những người những người mà làm những cái video thành công về những cái chủ đề của anh em yêu thích thì lúc đó anh em sẽ khắc tự có thêm cái động lực để anh em làm người ta đã bảo rồi tâm sinh tướng và tĩnh sinh trí tuệ trí tuệ thì khi mà anh em chỉ cần là rời môi trường khác anh em sẽ có được những cái ý tưởng táo bạo hơn và anh em sẽ có những cái trong cái thời gian tĩnh lặng đó anh em sẽ có những cái anh em sẽ có những cái ý tưởng gọi là nó nhiều khi anh em phải nghĩ là ồ sao tự nhiên mình lại suy nghĩ ra những cái ý tưởng như thế này khá là hay đúng không? Lúc đó là anh em chỉ việc cải thiện trải nghiệm và đăng lên kênh của anh em. Thì đối với cái doanh thu chuyện tranh này thì mình đã chia sẻ nhiều lần rồi tại sao mình hướng dẫn anh em tới làm chuyện tranh. Thì nhắc lại một lần nữa tại vì cái chuyện tranh này là nó không có quá nhiều áp đặt về kỹ năng lượng view cũng như là phải tranh giành với tất cả những cái địa bàn khác cũng như là phải cạnh tranh hết sức về mặt ý tưởng anh em nhé Anh em chỉ cần là đam mê đọc truyện tranh mình cái này mình nói rồi Cái này nó sẽ thiên về chị em phụ nữ hơn rất là nhiều bởi vì những chị em phụ nữ là thường là sẽ rơi vào trường hợp là đam mê là một này đam mê vẫn có thể làm được này đam mê nhiệt huyết là như cái bạn ấy chia sẻ là nuôi cái ý tưởng từ rất lâu rồi thì mình nghĩ là chỉ cần khai hỏa một phát là có thể là xóa sổ đi nhiều cái vị trí khác đấy anh em ạ. Tại vì nó quá mạnh liệt rồi. Tiếp theo là đừng đối với những chị em mà đang khá vất vả và đang có thể là đang một nuôi phải nuôi thêm con cái chẳng hạn anh chị em phải nuôi thêm con cái mà trong thời gian rảnh chúng ta vẫn có thể là tiến hành làm được vẫn có thể là tiến hành cải thiện nếu mà làm bởi vì những cái anh chị em đó mình nắm bắt được trên kênh của mình và mình đã tiếp xúc rất là nhiều khi mà những cái người như thế bởi vì họ có cái quyết tâm cao hơn những anh em gọi là mới vào làm là chắc chắn sẽ có thể là chưa thành công lắm nhưng mà nó vẫn sẽ có doanh thu nó có doanh thu không quá cao mình nói thẳng là doanh thu không quá cao nhưng mà nó sẽ đổi lại được cho anh em những gì nó đổi lại được cho anh em sự tự do không phải ép buộc từ ai hết và anh em làm thì anh em chắc chắn gì sẽ phải ở nhà khi anh em ở nhà thì anh em sẽ có nhiều thời gian hơn anh em có nhiều thời gian hơn với con cái này anh em có nhiều thời gian hơn với những người anh em nên cần tiếp cận này anh em có nhiều thời gian hơn để anh em suy nghĩ ý tưởng anh em có nhiều thời gian hơn để anh em đi dạo một vòng xung xung quanh nơi anh em ở anh em có nhiều thời gian hơn với những cái đồ vật xung quanh trong nhà đúng không anh em có nhiều thời gian hơn với những cái cuộc sống thiên nhiên hoặc là có nhiều thời gian có nhiều thời gian hơn đầu óc của anh em thứ nhất là không bị ràng buộc nó không thể nào bị ràng buộc được nữa thì nó sẽ có được rất là nhiều cái ý tưởng là hay bởi vì như thế mình mới mang cái nguồn cảm hứng này cho anh em chia sẻ cho anh em cái nguồn cảm hứng này nó vận dụng thực sự là thành công và không không có một cái không có một cái cái rủi ro nào mà nó quá lớn đối với cái đối với cái chủ đề mình chia sẻ cái vận dụng cái cảm hứng này cho anh em thì anh em làm thì nó sẽ có rất là nhiều thời gian hơn không phải đi làm cho ai và không phải mình nói là không phải đi làm cho ai nhưng mà nếu mà có đi làm ấy thì anh em dư thời gian ra anh em có thể làm thì sau thì anh em sẽ không phải bị ép buộc về mặt thời gian anh em làm mệt anh em nghỉ anh em làm cái chủ đề này mệt anh em nghỉ không ai ép buộc anh em cả à, cái mấu chốt anh em làm thường là sẽ nghĩ là không biết là có thành công hay không và sợ là không làm được thì trong 100 người nhắn tin cho mình hỗ trợ về chuyện tranh thì có đến có đến 40 đến gần 50 người là vẫn đang mắc ở cái chỗ tâm lý là sợ không làm được nhưng mà trong số còn lại là đã sẵn vào đã có sẵn cái ý, tí, ý chí và tư tưởng làm rồi chỉ việc vào làm thôi khi vào làm thì nó chỉ ra số ít là một đến ba người là không nắm rõ gì hết tức là vẫn nhắn tin cho mình là không nắm rõ quy trình làm mình vẫn sẵn sàng hỗ trợ anh em từng ly từng tí từng mili mm một từng mét một từng cm một để anh em hiểu những cái những cái người như thế thì mình không bao giờ là hướng dẫn và chỉ dẫn qua loa để cho xong anh em nhé anh em nào làm với mình thì anh em sẽ biết thì uh, cái mục đích mình chia sẻ cho anh em đấy là để anh em nhìn nhận ra được đâu là cái sự đúng đắn đâu là cái môi trường đúng đắn bởi vì trong tất cả những con người đều có những cái ý tưởng khá là hay và có những ý tưởng gọi là không thể ngờ tới được và chúng ta nên vận dụng những cái đó để làm anh em nhé tiếp theo ấy là mình sẽ cái này mình cũng chia sẻ nhiều rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho anh em là cách để đặt những cái thẻ tác và cũng như là cái kênh đối với một số anh em mà muốn đặt thêm nhiều thẻ thẻ tăng kênh ấy thì anh em vào những cái trang truyện chẳng hạn như ổ cú mèo này anh em copy những cái cái cái, cái thẻ đó như nó có sẵn ở trên những trang truyện ấy để người ta đã tổng hợp sẵn rồi copy này thể loại thì anh em có thể là copy những cái này vô copy những cái này vô, hoặc là anh em đang làm thể loại gì, phiêu lưu, ngôn tình, manh hoa, nhân thú, à, quân nhân sư đồ, luyến, tình yêu, tổng tài, trả thù, trọng sinh, viễn tưởng xuyên không trùng sinh tình cảm, ngôn tình, đúng không anh em anh em để, đối với cái chủ đề ấy thì anh em chỉ để cái thẻ này là được xong rồi thể loại từ khóa này, đó copy cái này vô hoặc là copy à, ra cái à, copy ra cái uh, not notepad của anh em là được để sau anh em đỡ phải lên quét nó khá là đơn giản thôi anh em ạ uh, thì đối với cái thẻ này thì uh, thẻ kênh thì uh, anh em chỉ cần đặt như vậy là được nó sẽ hỗ trợ được một phần nào thì nó hỗ trợ còn mà đối với uh, chủ yếu là tiêu đề anh em á uh, tiêu đề sẽ là quyết định thứ quyết định tất cả tiêu đề và hình thu nhỏ à, mình hướng dẫn anh em làm hình thu nhỏ luôn ha tổng hợp luôn trong cái video này ha hay là để video sau đi video sau mình sẽ tập trung vào cái chủ đề chính cho nó dễ nhá tại vì mình hướng dẫn hình thu nhỏ ngay bây giờ thì có lẽ là nó sẽ sẽ không hợp lý mình sẽ hướng dẫn ở video sau ok anh em thì à, sau khi kết thúc video này thì à, mình hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo thì anh em nếu thấy video hay anh em có thể là bấm đăng ký hoặc là anh em bấm like video là được rồi. Còn nếu như có những anh em ủng hộ mình bằng tiền qua số tài khoản thì mình cảm ơn tất cả anh em. Hoặc là anh em có thể bằng cách mua mua cái này của mình. Anh em có thể là khi mà đọc truyện tranh thì chúng ta không thể nào mà đọc không đúng không anh em? Phải có cái gì đó gọi là ăn cho nó ăn cho nó vui miệng thì ở đây mình cái chỗ làm là em mình làm là làm những cái cái bánh gọi là nó được cái bánh nó giống như dạng như là anh em cứ tưởng tượng đi như cái miếng thèo lèo mặn nhưng mà nó không phải là mặn à, nó không phải là cái miếng nó được làm từ những cái viên bi anh em nhé nó nó làm lại từ những cái viên bi nhưng mà mình thấy ở cơ sở cơ sở là tự làm ở ngay chỗ em mình làm thì làm từ máy ra luôn khi mà máy xuống đổ xuống anh em là nó sẽ ra những cái sản phẩm mới nhất là cái này là mình mới lấy hôm qua <laughs> mình cũng thích ăn cái này tại vì nếu mà anh em đọc chuyện ấy anh chị em đọc chuyện ấy thì có thể là buồn miệng đúng không à, hoặc là suy nghĩ ý tưởng buồn miệng hoặc là làm cái gì đó thì anh em có thể là thay vì à, ủng hộ trực tiếp cho mình hay là ủng hộ video thì anh em có thể là mua một gói này với giá là 25.000 nó thực sự là cái bịch này nó gần được nửa ký anh em ạ à, 25.000 nghìn, à, nó chỉ có giá 25.000 thôi thì anh em nào mua thì mình sẽ anh em là ủng hộ mình bằng cách mua thì anh em có thể là nhắn tin qua Zalo cho mình hoặc là bình luận ở video mình sẽ trực tiếp nhắn tin cho anh em anh em mua thì mình sẽ tại vì cái này là nó nó sản xuất từ cái máy ra luôn gia công từ máy ra luôn à, rất là sạch sẽ và bảo đảm an toàn thực phẩm cái này là mình nếu mà anh em ăn mà bị có vấn đề gì thì mình sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cho anh em khi mà mình chuyển cái gói này đi cho anh em chuyển cái gói này cho anh em thì mình sẽ dán tem ở đây đây là cái bịch trắng mà anh em cái bịch trắng là mua về cái bịch trắng là mua về là mình bỏ vô À, anh em thì mình đã vào rất là nhiều bịch rồi à, anh em có thể là ủng hộ mình anh chị em có thể là mua về mua về để ăn để ăn cho nó vui miệng nó mình đã xếp hết vào cái bịch trắng rồi nó vẫn còn rất là mới và tươi anh em nhé à, cái thời gian bảo quản của nó là trong vòng 100 ngày thôi đừng có để quá lâu anh em nhé à, những cái mà những cái mà sản xuất lâu hoặc là sản xuất năm đến 7 ngày rồi mà mình chỉ lấy những cái những cái mới ra thôi anh em á à. xuống xuống cái khu gia công là mình lấy rồi của, của em nói chung là của em làm của em mình làm thì nó sẽ sạch và nó tổng khá là mình thấy làm nên những cái máy inox khá là bài bản anh em ạ à. không thể nào mà bài bản hơn được nữa thì nếu mà anh em có mua thì mình sẽ anh em nhắn tin zalo thì mình sẽ nhắn dán cho anh em một cái mát dán cho anh em một cái tem ngang này là FB, YouTube, VN và những cái thông số khác ở đây. Để khi đôi khi anh em đôi khi anh em ăn đúng không? Anh em đang chán chẳng hạn, anh em nhìn vào cái bịch thì anh em sẽ thấy là cái tên của mình. Cái tên của mình nó sẽ là một cái động lực cho anh em tiếp tục công việc chuyện tranh hoặc là tiếp tục là suy nghĩ ý tưởng chẳng hạn, là mang thêm động động lực cho anh em làm. Có vẻ là nó sẽ khá là vui cho anh em. Thì mình sẽ nếu mà anh em mua anh em mua thì anh em nhắn tin qua zalo cho mình, mình sẽ trực tiếp gửi tới cho anh em và địa chỉ mình gửi tới cho anh em. Anh em ăn thấy ngon thì anh em trả tiền, còn anh em không thấy ngon thì mình tặng anh em luôn, tặng cho anh em mỗi người một gói luôn để anh em ăn. thì tặng vừa vừa thôi anh em nhé, nếu mà tặng quá thì chắc là mình cũng không thể tặng được. Nhưng mà nếu mà anh em nào ăn anh em thấy ngon thì anh em ủng hộ, còn anh em không thấy ngon thì anh em cứ để đó anh em cứ để đó nhé anh em ăn mình tặng anh em luôn nó không có gì là quá không có cái gì gọi là quá gắt hay là khó khăn gì cả đấy là những cái những cái tình cảm mà anh em chia sẻ với nhau thế thôi cũng như là ủng hộ mình để tiếp tục chia sẻ những cái nội dung cho anh em để hướng dẫn anh em làm tới cái nội dung nó ok nhất và nó đi đúng đường nhất nhé Ok, anh em cứ như thế mà làm thì mình đang chuẩn bị những cái nội dung tiếp theo cho anh em ạ. Thì video này là mình đã nói với anh em rồi. Video này mình không tập trung quá nhiều về cái cái cách để làm. Nhưng mà mình làm cái gì cũng phải có thời gian chia sẻ về một cái cuộc sống ngoài lề một chút. Thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Còn nếu mà anh em... Nếu... nếu mà anh em thích xem những cái video khác thì anh em có thể là qua những cái kênh này à, mình vẫn để ở đây chia sẻ thêm những cái nội dung mới tạo cho anh em xem thì anh em có thể là tham khảo thêm ha nhưng mà mình vẫn sẽ tập trung nội dung chuyện tranh tập trung vào cái chuyện tranh cho anh em ở bên vận kênh sb youtube vn của mình thì à, bên này sẽ là tập trung chuyện tranh anh em nhá à, cảm ơn anh. anh em chúc anh em có những giây phút thư giãn khi xem video và sức khỏe trong cuộc sống anh em nhá